Xin chào tất cả mọi người đang xem cái video này của Xuyến. Hôm nay trong video này Xuyến sẽ chia sẻ với mọi người một cái chủ đề, đó là set up Facebook để mà trở thành một cái Facebook chuyên nghiệp bán hàng. Thông thường thì thường chúng ta không có để ý nhiều, và nếu như cái Facebook của mình được set up một cách chuyên nghiệp thì mình sẽ hút nhiều khách hàng đến với mình hơn. Đầu tiên là Xuyến muốn nói về cái avatar. Avatar có nghĩa là cái hình đại diện của mình đó mọi người. Thông thường thì có một số người lại lấy cái ảnh avatar là một cái mình thích, có thể là mình chụp với con hoặc là với chồng hoặc là với những người bạn bè, hoặc là có một số người thì lại lấy hình ảnh ví dụ như là bông hoa, một cái bông hoa mình thích rất là đẹp, hoặc là một cái con vật thú cưng mà mình yêu thích. Thì nếu như bình thường thì không sao, nhưng mà nếu như mình chuẩn bị kinh doanh online thì Xuyến khuyên mọi người không nên sử dụng những cái hình ảnh này nha. Mình có thể cái avatar của một cái Facebook chuyên nghiệp phải là hình mình chụp từ rốn trở lên, và làm sao thể hiện toàn bộ cái khuôn mặt mình một cách rõ ràng nhất, đặc biệt là cái nụ cười và cái ánh mắt mình phải thật là thần thái để tạo ấn tượng với khách hàng nha mọi người. Tạo được cái niềm tin á, mình cảm thấy mình nhìn vào cái hình này mình cảm thấy mình giống như là họ đang được tiếp cận với con người của cái người đó vậy đó, cho nên là rất là rõ ràng. Hoặc là ví dụ như những cái người bạn của mình mà từ rất là lâu rồi không có gặp lại thì qua cái avatar đó họ cũng biết được, họ cũng nhớ, họ cũng nhận ra mình là ai, đúng không nè. Và đặc biệt là không nên đổi thường xuyên quá. Khi mà mình bán hàng, mình không nên đổi cái hình đại diện nhiều quá. Ví dụ như một ngày nào đó một khách hàng họ lướt qua, họ thấy cái mình bán cái sản phẩm đó nhưng mà họ chưa có nhu cầu mua, một thời gian sau nói chung là họ không có nhớ tên nhưng mà họ sẽ rất là ấn tượng với cái hình của mình. Tại vì hình ảnh lúc nào hình ảnh nó sẽ đi thẳng vào não phải và nó nằm ở trong đó, cho nên là nó tác động vào não phải á, nó ở trong đó, cho nên là người ta sẽ nhớ rất là lâu. Và còn cái tên nó thì có thể không nhớ, nhưng mà khi mà người ta muốn tìm lại cái hình đó thì mình đã đổi cái hình khác rồi, nên họ không tìm được mình và mình đã mất một cơ hội bán hàng rồi, đúng không? Do đó nếu như mà hình đại diện, tốt nhất là mình chỉ nên thay đổi khi mà mình có một cái bước phát triển gì mới đó. Ví dụ như khi bạn nâng cấp đại lý chẳng hạn, hoặc là bạn tham gia một cái khóa học nâng cấp bản thân mình chẳng hạn, hoặc là sau một cái sự kiện lớn gì đó mà mình cảm thấy rất là ấn tượng thì mình mới nên thay đổi cái hình đại diện. Còn nếu như không á, thì mình nên để ổn định hình đại diện nha mọi người. Về cái hình nền thì cũng tốt nhất là nên có mặt của mình xuất hiện trong đó, và nó có thể là những cái câu nói hay, hoặc là những cái thông điệp hay đến cho những người khác. Đặc biệt Xuyến khuyên mọi người không nên sử dụng những cái hình mà của công ty hoặc là hình sản phẩm. Đặc biệt là cái avatar mình không nên chụp hình chung với sản phẩm nha mọi người. Lý do tại sao? Có rất là nhiều người họ rất là giống như là họ không có thích kết bạn với những người bán hàng online, cho nên khi mà mình nhìn mà họ mà nhìn thấy mình gửi lời kết bạn với họ mà mình chụp chung với sản phẩm thì họ phát hiện liền, đây là bán hàng online, cho nên người ta không thích. Do đó mình không nên chụp với sản phẩm, và những cái sự kiện của công ty á, thì cũng không nên dùng để làm hình nền, mà nên có mặt của mình thôi. Và ngoài ra thì mình cần có cái sắp xếp lại cái trang Facebook cá nhân. Những cái chia sẻ nào mà trước đây á, thì mà nó không có ý nghĩa hoặc là nó mang tính chất tiêu cực á, thì mình nên ẩn hoặc là xóa nó đi. Và đồng thời á, thì mình nên sắp xếp theo những cái album cụ thể, để gì? Để khi bản thân mình hoặc là khách hàng của mình họ muốn vào, họ tìm lại cái sản phẩm đó hoặc là cái thông tin đó thì họ chỉ cần vào cái album đó thì họ sẽ tìm được. Chứ không, nếu như mà thử hỏi một cái bài mà mình đăng cách đây một năm không cần một năm đâu, chỉ cần một tháng thôi là tìm lại là rất là lâu, rất là mất thời gian, và khách hàng cũng không có kiên nhẫn để mà tìm lại. Nhưng mà nếu như họ vào cái trang cá nhân của mình, họ thấy mình sắp xếp theo những album, giống như là mọi người hình dung giống như là cái kệ sách hoặc là cái tủ á, mình biết là cái sách nào nó nằm ở đâu thì mình chỉ cần đi tới đó mình lấy, nó rất là tiện lợi, chứ mình không phải kiếm hết cái tủ, đúng không nè. Thì nó gọn gàng như vậy thì nó rất là thuận tiện cho khách hàng, hoặc là bản thân mình cũng vậy nữa. Khi có khách hàng hỏi về một cái vấn đề gì đó, mình chỉ cần vào đó mình lấy ra mình gửi cho khách rất là nhanh, không mất thời gian.
Và mình những cái người mà họ gắn gắn thẻ của mình á, gắn thẻ của mình thì mình nên tháo đi, nên tháo đi, nói chung là đừng có để người ta gắn lung tung. Và có, nói chung mình phải có một cách cài đặt, mà nếu như ai mà muốn tìm hiểu sâu hơn, các bạn nào mà chưa biết cách mà muốn cài đặt Facebook để mà kiểm soát được những cái nội dung mà người ta gắn thẻ mình á, thì các bạn có thể inbox cho Xí nghe, Xí sẽ chia sẻ với mọi người về cái đó. Và nói chung là còn rất là nhiều cách, ví dụ như về cách đăng bài nè, mình đăng bài như thế nào để mà thu hút được khách hàng đến với mình, hoặc là có những cái cách nữa mà sẽ tạo cho cái Facebook của bạn hấp dẫn hơn. Ví dụ như bạn hình dung đi một cái vườn hoa mà có rất là nhiều loại hoa khác nhau, thì nó sẽ hấp thu được rất là nhiều ong bướm khác nhau. Còn nếu như cái vườn hoa đó mà chỉ có một loài hoa duy nhất thì cái số lượng ong bướm nó cũng sẽ bị giới hạn. Tương tự như nếu như cái trang Facebook của mình mà cái nội dung nó phong phú nhiều lĩnh vực thì sẽ có nhiều đối tượng thích mình, và thông qua cái việc thích mình đó, họ sẽ theo dõi mình và cái sản phẩm của mình sẽ dễ dàng đến tay khách hàng hơn. Xin rất là cảm ơn mọi người đã lắng nghe cái chia sẻ này của Xíu nha. Và nếu như muốn tìm hiểu sâu hơn về cái việc setup Facebook thì mọi người có thể liên hệ với Xíu qua cái đường link Facebook phía dưới, hoặc là có thể liên hệ qua số điện thoại, mình có thể kết nối với nhau để trao đổi với nhau nhiều thông tin hơn nha. Tạm biệt mọi người.